Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong ngữ pháp QN4. Và đó là ngữ pháp nào thì xin mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học một mẫu ngữ pháp trong thẻ điều kiện các bạn ha, nara. Nara ở đây cũng là thẻ điều kiện nếu các bạn ha. Và phía trước nara thì như các bạn thấy đó là động từ ở thể thông thường, tính từ đuôi y. Tính từ đuôi na, bỏ na, danh từ bỏ đà. Các bạn lưu ý giùm mình hai chỗ này nhé. Và dùng để nara thì sẽ dùng để diễn đạt thông tin, suy nghĩ, nhận định, lời khuyên của người nói về một vấn đề mà ai đó đã nêu ra phía trước. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đi đến với một vài ví dụ. Các bạn thấy là bên trái mình có hình ảnh của Tokyo các bạn ha, và bên phải đó là hình của tàu Shinkansen. Chúng ta có những gợi ý như sau: Tokyo e ikimasu. Đi Tokyo, Shinkansen ga benri desu. Tàu Shinkansen thì tiện lợi. Thế thì đối với ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh như sau: Tokyo e iku nara Shinkansen ga benri desu. Hay Tokyo e iku nara Shinkansen ga benri desu. Nếu như mà đi Tokyo thì tàu Shinkansen sẽ tiện lợi đó. Tiếp tục, như trên hình các bạn thấy đó là hình ảnh trời mưa và ashita là ngày mai các bạn ha. Chúng ta có một vài gợi ý như sau: ame là trời mưa, ikimasen là không đi. Chúng ta có câu như sau các bạn nhé: ashita ame nara ikimasen. Ashita ame nara ikimasen. Nếu như mà ngày mai trời mưa thì tôi sẽ không đi. Và các bạn lưu ý giùm mình, ame ở đây đang đóng vai trò là một danh từ, cho nên các bạn sẽ bỏ đà và gắn với nara, ame nara các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta có ví dụ tiếp theo. Hay, Nihongo no hon ga kaitai desu ga doko no hon ga ii desu ka? Tôi muốn mua sách tiếng Nhật, theo bạn thì chỗ nào thì tốt? Hon nara ai hon ya ga ii desu. Nếu mà là sách thì tiệm sách A là tốt đó. Thì ở đây chúng ta có hon là danh từ. Danh từ sẽ bỏ đà và đi với nara. Nếu như mà là sách, dùng để nêu lên cái chủ đề mà người trước đã đề cập. Và bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu như có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nhé. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn ơi, đừng quên đích vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Mata kondo negai shimasu.